lần đầu được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Giải đấu quy tụ hơn 200 cầu thủ thuộc 12 đội bóng đến từ các cơ quan thông tấn báo chí từ các vùng miền trên cả nước như Đắk Nông, Thanh Hóa, Hà Nội, Cần Thơ. Mỗi đội mỗi gam màu riêng biệt, tất cả đã cùng nhau tạo nên bầu không khí vui tươi, sôi động cho ngày hội của những người làm báo. Không phải là cầu thủ chuyên nghiệp hay được luyện tập bài bản, nhưng nhìn những bước chạy với sự quyết tâm cao của các nhà báo, phóng viên, biên tập viên, chúng ta cảm nhận rõ niềm đam mê mãnh liệt của họ đối với trái bóng tròn. Bên cạnh kiến thức chuyên môn, những người làm báo còn hướng đến việc rèn luyện thể dục thể thao với mục tiêu khỏe để làm việc thật tốt. Chúng ta là không những những người là làm báo là giỏi về chuyên môn, mà chúng ta cần có những cơ thể chất tốt để chúng ta phục vụ tốt cho công việc của chúng ta. Đồng thời trong bóng đá cũng là cách để kết nối giao lưu cho những người làm báo chúng ta, không những trong cơ quan mà trong các cơ quan báo chí trên địa bàn với nhau, và đặc biệt là tất cả những người làm báo trên cả nước nói chung. Tôi rất là háo hức muốn được thể hiện cái khả năng của mình trên sân cỏ, đồng thời cũng là cái dịp mà để giao lưu với lại các đồng chí đồng nghiệp, thì rất là mong đây sẽ là cái cơ hội để mà Hội Nhà báo Đắk Nông thì được biết đến nhiều anh em, bạn bè, các cơ quan báo chí ở trên cả nước nhiều hơn. Giải năm nay chứng kiến sự quay trở lại của nhà vô địch mùa trước, báo Tuổi Trẻ Thủ Đô. Đối với các cầu thủ, thành tích chưa bao giờ là thứ đặt lên hàng đầu. Chỉ cần được kề vai sát cánh cùng những người đồng đội trên sân và chia sẻ niềm đam mê trái bóng tròn cùng các đồng nghiệp đã khiến họ cảm thấy tự hào và hạnh phúc. Báo Tuổi Trẻ Thủ Đô thì là một cái đội đương kim vô địch của mùa giải năm ngoái, nên là tham dự cái mùa giải năm nay ở khu vực phía Nam thì cũng rất là quyết tâm. Với tinh thần là giao lưu học hỏi cùng với các đội bạn ở phía Nam thôi. Dù lịch trình làm việc bận rộn nhưng tất cả các cầu thủ vẫn cố gắng sắp xếp tham gia một cách nhiệt tình và quyết tâm. Trong 2 ngày 13 và 14 tháng 3, 12 đội bóng sẽ có dịp hòa mình vào bầu không khí tranh tài sôi nổi, cùng nhau lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ với trái bóng tròn và thật nhiều tiếng cười tại sân chơi chào mừng Hội báo toàn quốc 2024.